Sáng ngày 26 tháng 10 2024 nhằm ngày 24 tháng 9 năm Giáp Thìn, tại chùa Phật Quang Phổ Chiếu ấp Tân Hưng, xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang đã tổ chức khóa tu niệm Phật một ngày cho gần 50 vị thiện nam tín nữ Phật tử tu học. Mở đầu khóa tu dưới sự hướng dẫn của chư tôn đức quý Phật tử tập trung tại chánh điện thực hiện nghi thức niêm hương bạch Phật, trì tụng chú đại bi, cầu nguyện quốc thế dân an, phong điều vũ thuận. Sau đó toàn thể đạo tràng bắt đầu thời khóa niệm Phật. Khóa tu niệm Phật một ngày là dịp để người tham gia dành trọn vẹn một ngày để tu tập, lắng động tâm hồn và tìm lại sự bình an trong cuộc sống. Khi tham gia khóa tu, quý Phật tử được hướng dẫn tập trung vào câu niệm Phật, tập trung vào hình tượng Đức Phật A-di-đà, từ đó giảm bớt sự sao nhãng, tiêu trừ các phiền não và thanh lọc tâm trí, cơ hội để rèn luyện chánh niệm, sống trọn vẹn với hiện tại, giúp tâm trí không còn bị cuốn vào những lo toan căng thẳng hàng ngày. Đây cũng là cơ hội để học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm và kết nối với những người cùng chí hướng, từ đó giúp tăng cường động lực và niềm tin vào con đường tu tập. Sau nghi thức cúng ngọ, toàn thể đại chúng thọ trai trong chánh niệm và thực hiện nghi thức kinh hành niệm Phật. Kinh hành niệm Phật giúp người thực hành luôn tỉnh táo chánh niệm trong từng bước đi. Mỗi câu niệm Phật là sự quay về với hiện tại, từng bước chân nhẹ nhàng kết hợp với câu niệm Phật, tạo nên sự hòa hợp giữa thân và tâm, làm giảm căng thẳng, giúp tâm hồn an lạc và thanh tịnh hơn. Vận động nhẹ nhàng khi kinh hành giúp lưu thông khí huyết, nâng cao sức khỏe. Đồng thời, việc niệm Phật tạo ra năng lượng tích cực, giúp người thực hành cảm thấy bình yên và an lành hơn. Cuối khóa tu, Đại Đức Thích Tuệ Túc, Phó Ban hướng dẫn Phật tử Phật giáo tỉnh Kiên Giang, đã gửi lời tán thán công đức quý Phật tử đã tham dự và hoàn thành trọn vẹn khóa tu. Đại Đức nguyện cầu cho mỗi bước đi của quý Phật tử trên con đường tu tập đều luôn được chư Phật gia hộ, chư Thiên, chư Hiền Thánh Tăng trợ duyên, để quý Phật tử luôn được thân tâm an lạc, đời sống bình yên và ngày càng gần hơn với bến bờ giác ngộ.